Là cô Út ngủ ở đây mà con ma đó là lúc đó cô Út chưa biết là ma luôn. Không phải, nó không biết nó là ma, tưởng đâu người ta thiệt phải không? Nó vô nó làm bạn với mình, nó nói tôi hồi nào giờ tôi sống mình nên tôi buồn quá, không có bạn. Trời. Tôi gặp chị, tôi làm như tôi với chị có duyên. Không ấy hai chị em mình làm bạn với nhau. Nằm chổng đi. Ở ngoài này gió mái không à. Tôi đem con tôi vô nhà, vô phòng đi, kế tối tôi ngủ. Ha, con ma á, tôi ngủ vậy nè, cái đầu tôi để em bé ra mà nằm bên đây á, tôi nằm vô trong này. Dạ. Em bé nằm ngoài này, kế tôi thấy nó ha, đàn ông. Nó đi vô nha, nó vô cái nó vô nó dở mùng tôi lên ha, nó nhìn con tôi nhìn tôi. Tôi bệnh tôi nằm bẹp đó. Ở đây. Bả về tới bả rờ tôi. Bả rờ tôi cái má ơi má, bà đi đâu mà bỏ con mấy tháng nay, mấy ngày nay mà má không về, má ở với con. Con bệnh rồi. Thì tối lỡ bả về. Bả về tối là rồi tôi hết bệnh à. Vậy á. Bả về tối bả rờ tôi, bả rờ trên mặt này nè, bả rờ trên đầu tôi, bả rờ xuống như nè. Bắt đầu tôi hết bệnh liền. Thì thông qua clip trước đó thì mình có quay ngôi chùa này có niên đại gần 200 năm. Thì nghe cô Út truyền tải thông tin thì cũng rất là hay và tâm linh vô vi. Thì sẵn qua đó thì cô Út còn chia sẻ cho mình về cô Út từng chứng kiến và từng gặp tại cái ở đây. Là tại trong ngôi nhà của cô luôn hả cô Út? Là lúc trước là cô gặp như thế nào? Hồi đó bà Mười bà còn sống thì bà làm tu trì, bây giờ bà chết rồi. Thì không ai làm tu trì chân có anh tôi thì là con của bà. Tôi lên, cô bà Mười lên đây sáng lấp nhang, chiều thắp nhang. Chứ không có gì hết. Hồi ở chung nhà tôi á, bằng đêm á, nó vô. Ai vô cô? Con ma nó vô á, nó làm bạn. Nó nói tôi tính làm bạn với chị, được không? Dạ, con xin lỗi cô, cắt ngang lời nha. Cô Út có thể là cho con đi vô tham quan cái vị trí mà cô Út từng gặp và từng thấy luôn không? Là làm bạn, con ma nó vô nó làm bạn với cô. Ở đây đi, tôi vô trong nhà tôi mở cửa mới được. À, mở cửa mình đi vô cửa trước này hả cô? Ừ, vô cửa trước đó đó. Dạ. Cô Út thì ở đây có một mình ên nè. Thì hồi nãy lúc mà mình thắp hương và mình quay clip ngôi chùa xong á quý bà con cô bác. Thì mình có nghe cô Út truyền tải lại là ở đây gặp rất là nhiều điều về tâm linh. Cũng như là những cái vong hồn ma chạy trong ngôi chùa này luôn. Và tại ngôi nhà của cô đang ở tại đây. Thì ở đây là ở giữa một cái khu rừng rậm ngày xưa thì được khai quang từ thời mấy cái bà cố cũng như bà cóc của cô Út này nè, đã lập ra ngôi chùa từ thời đó tới hôm nay. Dạ. Rồi, mình đi vô đường này nha cô. Mở cửa đó ra đi vô. Dạ. Này đây là đó bà Mười nè. Dạ bà đó. Mười. Hồi nhỏ tới lớn sống ở với bà rồi bà không cho đi, bỏ bà nói mày ở đây đi, tự tao chết á mày sẽ thắp nhang thắp đuốc. Bà Mười là tôi ngủ ở trong mà tôi ở là lúc đó là tôi ở trong phòng, ở trong phòng nãy vô phòng tôi nè. Dạ cho phép được quay phim không cô? Dạ. Thì có quay được thì quay. Dạ. Ở trong phòng này thì tôi ở trong phòng này thôi. Là lúc trước là cô Út đã ngủ trong đây và gặp. Đúng rồi. Cô Út nằm ở đây ha, cái giường. Hiện đây. Cũng như là giường, cũng như mình đưa đầu xuống vậy, đưa đầu lên đây. Dạ. Giường vậy. Đó. Rồi cô Út gặp sao cô Út? Rồi nó vô, nó nói vô. Mình nói là không biết nó là ma đâu nha. Nó vô nói tôi hỏi chị là ai, chị vô nhà tôi. Tôi buồn quá à, không có bạn làm bạn. Thôi giờ tôi vô đây tôi gặp chị, chị cũng vui vẻ thôi, tôi làm bạn với chị. Cái nào mình ngồi như gì nè, cũng như bụi giặc phải không? Tôi ngồi trong này, nó ngồi mày này. Bắt đầu nó nói chuyện với mình á, xích vô tôi nói ủa sao mà chị nói chuyện với tôi, sao chị xích vô tôi hoài vậy? Nó nói có gì đâu, tại vì tôi ngồi vậy đó, tôi nói thiệt chị nha, chị xích vô tôi rồi tôi đánh chị đánh chịu nha, chị làm bạn tôi mà chị tấn công rồi tôi đánh chị đánh chịu đó. Cái nó cười thôi, nó tấn công mình nữa, tôi đánh nó một cái hả tàu hơi văng vô chung vách luôn nha, vách tường này luôn. Vách tường luôn đó. Bà Mười mới nói cái gì vậy bà nghe đó nè. Lúc đó bà Mười còn sống. Bà còn sống, bà dạ. Nói cái gì tôi nói con ma nó vô là bạn con mà nó xích vô mình, con tấn công con cũng sợ nó hại con đánh nó văng vô cái tường nó chết quay rồi.
nó chết queo luôn không? Từ đó tới giờ đâu có cho là mình không thấy gặp nữa. Không gặp nữa đó, không cho mình gặp nữa. Dạ cái dạ, điều này rồi. Điều này con không hiểu không á Cúc, là Cúc ngủ ở đây mà con ma đó là lúc đó là cô Út chưa biết là ma luôn. Không phải nó không biết nó là ma, tưởng đâu người ta thiệt phải không, nó vô nó làm bạn với mình, nó nói tôi hồi nào giờ tôi sống mình nên tôi buồn quá à, không có bạn. Trời ơi. Tôi gặp chị tôi làm như tôi với chị có duyên, không ấy hai chị em mình làm bạn với nhau. Tôi nói làm bạn tôi thấy nó cũng vui vẻ, mình cũng vui vẻ. Tôi nói chị làm bạn tôi thì làm bạn, thì nói chuyện thì ngồi chuyện thì nói chuyện, kể chuyện nói chuyện đi, chứ đừng tôi không biết chuyện gì đâu mà có chuyện gì thì nói chị em mình nói chuyện vui vẻ cười vậy đó. Cái nó chuyện mình nó xích vô nha, là cái giường cô Út ngủ đây nó xích vô, xích vô cũng như ngồi vậy nè, cũng như cái giường bự lắm, tôi ngồi cũng như mình ngồi mé giường này phải không, cái giường bự như vậy mình ngồi mé giường bên đây cũng như ngồi phía ngoài vậy nè. Dạ cô Út kể cái đó thì con hiểu rồi. Có cái điều này cho con hỏi nè cô Út. Lúc đó là cô Út ngủ là nằm trong giấc chiêm bao hay là cô Út vẫn mở mắt vẫn thấy luôn, thấy thiệt luôn á, thấy thiệt luôn. Tôi nói ủa làm bạn tôi sao xích như mình tôi hoài vậy? nói chuyện bằng gì xích vô tôi hoài. Nó nói có gì đâu, cái gì đâu, nó tấn công mình, nó hại mình, nó giết mình. Tôi biết nó là ma, tôi chung bụng chung mình tôi ha, tôi nghi ra là có nấy. Tôi nói nó là ma, nó chung bụng tôi nói con này ma chứ không phải người ta. Nó nói vậy, tôi nói cô chị à, chị nói chuyện với em sao chị xích vô mình em hoài chị. Nói có gì đâu, tôi nói chị là ma đó, phải là người ta đâu, chị đừng nói chuyện với tôi mà xích vô tôi hoài, tôi biết chị là ma đó. Cái nói gì không phải đâu, chị lầm. Tôi nói mà tôi yêu cầu chị ngồi im nghe, chị ngồi xích vô tôi là tôi đánh chị rồi, chị đừng có trách tôi nha. Xích vô của tôi đánh một cái nó rớt vô văng vô cái tường cái ảnh luôn, nghe cái ảnh luôn. Má tôi bà mười quả còn sống lúc đó, bà chạy vô bà chạy vô hỏi gì con, má ơi ma nó vô nó làm bạn với con đâu biết nó là ma đâu, và con suy nghĩ ra con biết nó là ma con mới đánh nó, tôi biết nó là ma tôi mới đánh nó đó chứ không phải giấy đâu. Và cái người phụ nữ đó thì cô Út thấy cái tầm cái độ tuổi khoảng bao nhiêu á cô? Chắc cũng lớn tôi vài tuổi thôi, lúc đó tôi còn lúc đó tôi chưa có gia đình mà còn gái chưa có gia đình, khi mà cũng, lớn tôi cũng vài tuổi thôi chứ không có lớn hơn. Khi cái sự việc đó xảy ra rồi cô Út có suy nghĩ về mà mình không? Có khi nào mình nằm ngủ mình nằm mơ không? Hay là một cái điềm gì đó không, mình thấy gì không? Thấy mình thấy thiệt luôn. Trực tiếp luôn. Sao lỡ tôi có gia đình phải không? Cái tôi đẻ con nhỏ tôi á, rồi Út tôi á mới có 25 ngày à. Làm bà mười mới nói thôi, con đem con của con vô mùng vô phòng đi. Nằm chổng đi. Ở ngoài này gió mát không à, tôi đem con tôi vô nhà vô phòng đi, cái tối tôi ngủ nha con ma, tôi ngủ vậy nè, cái đầu tôi để em bé ra mà nằm bên đây á, tôi nằm vô trong này. Dạ. Em bé nằm ngoài này, cái tôi thấy nó ha, đàn ông nó đi vô nha, nó vô cái nó vô nó dở mùng tôi lên ha, nó nhìn con tôi, nhìn tôi, cái tôi thấy rồi, thấy kỳ à, tôi nói sao kỳ chứ, thằng ông nội này ông nội nào mà vô mùng mình, cái tôi mới hút con tôi làm vô trong này. Dạ. Cái lúc tôi... đó là cũng tại cái phòng này luôn. Dạ. Cái tôi nằm mà này, tôi hút con tôi vô đây, cái nó ăn, nó đi lòn lần trước này nè. Trời ơi. Lòn lần trước này ăn, cái tôi nằm cứ như chỗ này trống à, cái tôi nằm cái nó lòn trước nè, cái nó rình rình á, nó tưởng đâu tôi ngủ hen, cái tôi làm bộ, tôi nhắm mắt mà mắt tôi hí hí, chứ không phải nhắm mắt không, cái nó lỡ cứ nó hốt con tôi hả, tôi nắm được nó, tôi quýnh tàu và cô tôi đánh mà tôi nói mày chết chưa, tôi quýnh nó mềm chết chúa luôn, từ đó tới sau luôn không thấy luôn, là ngủ không gặp nữa, không thấy luôn mà không phải thiệt luôn đó, cái đó là thấy nó thiệt luôn, thiệt luôn mà nó hiện cho cô thấy để làm gì luôn. Nó hốt con tôi nói mày hốt con tao hả, bằng gì mày vô mà hốt con tao mày chưa sợ tao đâu, tôi quýnh mày ha, cho mày chết, tôi nắm ha, nó nắm không cái ha, ruột cái ha, tôi nói là chết mày yeah. Mày đừng có để tao nắm mày dính mày ăn là tao quýnh mày cho mày chết. Cái lần sau lỡ nó gan hốt con tôi nắm dính hang, tôi quýnh nó mềm cái chuối, tôi nói là chết chưa, mà xảy ra tại cái căn phòng này không, chúng căn phòng này nè, căn phòng này nhỏ từ mà. từ đó tới sau luôn không còn thấy nữa, lúc mà mười chết tới giờ cô dọn ra hết rồi, cái sàn này vô đây
rồi phòng cái giường Út đâm cô đâm ra trước ngủ luôn đó. Lúc bà Mười sau này sẽ ở đây hả cô? Ở đây. Rồi sau cái sự việc đó cô có kể lại cho bà Mười nghe không? Bà nghe, bà nói gì, cái gì mà la dữ vậy? Tôi nói con ma nó vô bắt con của con. Mẹ ơi, con ma vô bắt con nắm, con quýnh nó mềm chí chuối rồi. Mẹ yên tâm đi, mà mất hết dám vô thiệt tình, mất tiêu luôn. Rồi bà Mười mà ở đây lâu hơn cô Út nữa thì... Tôi ngủ chung phòng này, bác ngủ này thì bà Mười hồi đó giờ có ở đây có từng gặp từng ấy vô kể cho cô Út nghe không? Nè, bác ngủ này, mày này, tôi ngủ chung phòng đó, bác ngủ chứ này, vậy đó. Không có, ý con hỏi là bà Mười ở đây còn trước thời của cô Út nữa thì bà Mười có gặp những cái điều gì tại trong căn nhà này không á cô? Thì bà thì chung nhà thì bà không thấy, chứ ở ngoài bà thấy ít thấy trong nhà lắm, bà thấy ở ngoài. Bà thấy bên ngoài những bên ngoài nhà. Ngoài ngoài không à, bà không thấy, ít thấy trong nhà lắm. Và bà thấy như thế nào cô? Bà thấy là cũng như vậy thôi à, chứ nó không có làm gì bà hết trơn á. Vậy đó. Hiện hồn cho thấy. Hiện hồn cho thấy thôi, chứ không có mà như tôi thấy thiệt luôn. Tôi quýnh tôi quýnh nó mềm chứ chúa mà. Tôi quýnh từ đó hả, một lần là tới sau luôn, nó không dám vô nhập cô nữa. Đó, con nhỏ đó làm bạn cô đó, cô quýnh nó hả, cô cho nó dăng với tượng, nó banh xác luôn rồi. Đâu còn sống nó đâu, nó vô nhà, vô nó mà cho cô gặp nó nữa. Mất tiêu luôn. Năm nay nó lúc mà cô chưa có chồng đó. Tới năm nay là lúc đó cô bao nhiêu tuổi quên mất mẹ đó rồi. Nhà cỡ như cũng như là cũng mình lúc đó mình rồi. Chưa có chồng, lúc mà tôi sau lợ cái năm sau lợ là tôi lấy chồng. Cô lấy chồng là năm cô 24 tuổi cô lấy chồng, là 25 tuổi cô mới đẻ con nhỏ lớn cô. Dạ. Rồi con nhỏ lớn cô á, nó gái lớn cô nó được 8 tuổi rồi mới đẻ con nhỏ mới có 20 ngày à, 25 ngày hốt bếp rồi bà Mười kêu đem vô phòng á. Bà gì bị luôn em. Đem vô phòng rồi thì tối lại ngủ thấy, tối lại thấy nó liền, nó xuất hiện liền. Tôi quýnh nó dằn mất tiêu. Và cái điều thứ nhất á cô, điều thứ nhất mà cô gặp một cái người phụ nữ đó đòi vô làm bạn với cô, cái điều thứ hai cái... sau khi sanh thì cô đã gặp một cái hồn ma người đàn ông vô bắt con. Đàn ông dạ, vô bắt con. Thì qua hai cái điều đó thì cô có nói với cô bà Mười này nè, và thứ hai nữa bà Mười có với cô có nghĩ ra là những cái vong đó là sống tại đây, mất tại đây không nó, cô? Nó chết, nó cho nó chôn nó mày đó, chôn nó mày mày vừa ngoại á, rồi nó vô nhà mình. Gần đây không cô? Ngôi mộ đó gần đây không cô? Thằng lắc tôi dắt ra ngoại cho thấy. Mày bây giờ cái người đó anh ta, con ta đã cốt đi về rồi, đi về xứ người ta rồi. Dạ. Tại vì ổng vô đây ổng ở nước lên nè, rồi ổng mặn ổng đi. Ổng đi mằng mướn mình thuê ăn đó, rồi cái bà Mười quá thấy khổ cho ở đậu dưới chỗ ông sắm khét đó. Dạ. Rồi cái chừng chết rồi có chỗ đâu chôn, mà bà Mười cho ở cho chôn luôn. Rồi chết rồi linh thiêng. Linh vô nhát. Vô hiện ra đàn ông rõ ràng mà đi hả? Thời đi ơi. Vô đàn ông rõ ràng. Tôi nói thằng cha này, cha nào mà vô nhà tôi, vô mùng tôi, vô phòng tôi gan chật. Tôi đánh nó một trận. Dạ. Cô có điện thoại nha cô? Có. Dạ. Rồi hồi nãy ở ngoài sân vườn cô nói bà Mười từng về mà để gặp cô đó, là gặp ở đâu cô? Trong thì căn nhà này luôn hả chị cô? Trong căn nhà này là nói ngay đi là hổng đài ngủ thì thấy hoài à. Rồi mấy là ngày nay ngủ đêm nào cũng thấy hết. Rồi mấy cái tháng từ hồi tháng Tết á, tháng Giêng mà hết tháng Giêng nó không thấy bà Mười. Nên tôi bệnh tôi nói má ơi, má đi đâu rồi, má bỏ con, má không về đây với con bệnh rồi. Cái bà về nói vậy là tối là bà về bà thăm tôi. Ủa? Bà về thăm tôi, cái tôi nói bà nói gì rồi cái bà về thăm, cái sao tôi hết bệnh, cô hết bệnh đi, bà về thăm cái bà hết bệnh. Hết bệnh rồi mẹ con nói chuyện cũng vui vẻ lắm, nói cũng như là chưa biết bà chết, nói chuyện cũng như là còn nằm mơ nằm trên bao mà thấy mẹ mình cũng như là thiệt luôn vậy đó. Giống như đang nói chuyện thiệt còn sống luôn. Như thiệt còn sống luôn. Bà đi mất á thì tôi bệnh,
lâu quá bà không về thì tôi bệnh, tôi nhớ bà tôi bệnh là tôi kêu rồi má ơi má đi đâu, má bỏ con rồi má không chịu về với con, thì tối lỡ bà về, bà về là bắt đầu là tôi hết bệnh. Ôi, mỗi lần cô than là bà sẽ về. Thì nói lần than là bà sẽ về. Bà mà về là hết bệnh liền. Hết bệnh liền. Nhiều lần vậy không cô? Nhiều lần luôn á. Trời ơi. Ừ. Tôi đi bệnh tôi nằm bạc đó. Ở đây. Bà về tới, bà về tới rồi bà rờ tôi. Bà rờ tôi cái tôi nói má bà đi đâu, mắt bỏ con đi đâu, má không chịu về sống với con, má bỏ con đi đâu hoài. Rồi bà nói tao đi chơi. Bà nói vậy á. Đi chơi. Ừ, bà nói tao đi chơi. Mẹ con nói chuyện nhau cũng như là còn cũng như còn sống, chúng chưa biết bà chết nữa. Hồi lúc mà bà chết tới giờ bà không cho tôi biết bà chết đâu. À. Ừ, bà không biết cho, không có cho cô biết bà chết. Cứ như là bà biết là nói là mình biết bà còn sống với mình thôi. Vậy đó. À, có lần nào mà bà về mà báo mộng cho cô Út biết là những căn dặn cô Út những cái điều gì không cô Út có không cô Út? Không. Không căn dặn gì hết trơn á. Chỉ về thăm bệnh và ừ. Mà thì lúc quá còn sống nói thôi mày không có đi đâu hết trơn, mày ở đây với tao. Rồi nữa tao có chết á, mày thắp nhang trên chùa, chứ mày bỏ tao mày đi rồi á, rồi á, tao chết nữa rồi cái chùa này không ai thắp nhang hết. Dạ. Bà không cho tôi, không cho cô đi đâu hết trơn á, bà kêu ở lại ở đây. Hồi nào hồi nhỏ, hồi lúc mà mẹ sanh cô ra mà tới cô lớn lên rồi bà gả cô rồi cũng bà cũng cho cô ở đây chứ không cho cô đi đâu hết. Yeah. Vậy, có lần nào mà cô đi xa mà không ấy bà kêu về không? có một lần tại vì tôi giận bà, tôi giận mẹ tôi mà giận vụ mà không phải giận gì, bà khó khăn quá rồi tôi buồn quá rồi cứ chịu giận tôi đi theo cha mấy nhỏ này nè. đi bà đau, bà đau bà kêu chị dâu đi kiếm tôi kêu tôi về. Nói má bà nhớ mày kìa, mày về đi, bà nhớ mày bà đau gần sắp chết nhà kìa mày về đi. Tự nhiên cái tôi nghe nói mẹ tôi đau cái hết. Tôi đi về luôn chứ tôi không ở với chồng tôi đó. Thà là tôi bỏ chồng tôi không bỏ mẹ tôi. Dạ. Yeah. Tôi nói vậy đó. Mẹ mình thì khó kiếm, chồng thì dễ kiếm lắm. Kiếm lúc nào cũng có hết trơn á. Mà mẹ mình làm sao mà kiếm được. Cái gì suy nghĩ có nhiêu bỏ chồng thì về sống mẹ luôn, không bỏ nữa. Về tới nói mẹ ơi, mẹ đừng có giận con nữa. Rồi thôi. Có cái điều đặc biệt mà cô mới chia sẻ đó là ngộ á. Mỗi lần mà cô bệnh và những cái căn bệnh của cô đó là như thế nào mà khi mà dắt tối bà về thăm hay là hết bệnh tại luôn? Tại vì tôi bệnh, tôi mệt này kia nọ đó. Tôi đau rồi, tôi ăn cơm không được này kia nọ. Cái tôi thắp nhang tôi giấy. Tôi nói má ơi má, bà đi đâu mà bỏ con mấy tháng nay, mấy ngày nay mà má không về, má ở với con. Con bệnh rồi. Thì tối lỡ bà về. Trời ơi. Bà về tối là tôi hết bệnh à. Vậy đó. Bà về tối bà rờ tôi, bà rờ trên mặt này nè, bà rờ trên đầu tôi, bà rờ xuống như nè. Bắt đầu tôi hết bệnh liền. Còn không ngáy bà rờ mình tôi, bà rờ mình tôi á. Mà lúc trước là bà Mười này có làm thầy bà gì không? Không. Không. Không có làm thầy bà gì đâu. Bà đâu có biết làm thầy bà gì. Bà đâu biết chữ đâu làm thầy bà. Dạ. Ừ. Đó. Nhưng mà điều đặc biệt thì mỗi lần cô khấn vái bà thì bà đã tối đó là đã về với cô. Ừ. Thấy cũng như là 3, 4, 5 ngày, 6 ngày, 6, 7 ngày vậy đó. Không thấy bà về thì nói là bà về đó. Dạ. Bà về tới liền. Tối hiện tại rồi. Bây giờ cũng vậy luôn hả cô? Ừ. Về là đau, chung mình đau rồi phải giái bà đó. Má ơi con bệnh rồi, ba má về với con, má đi đâu, ba má bỏ con về. Rồi bắt đầu tối ngủ thấy ba về. Nằm ngủ thêm mộng thấy bả về, bả rờ mình. Bả rờ trên mình vậy nè. Cái hết bệnh. Vậy đó. À. Dạ. Cũng là cái điều kỳ lạ quá ha. Như là người dương với người âm mà chỉ qua cái lời khấn vái rồi sinh thì tự nhiên đã gặp và đã tự nhiên cái khỏe mạnh lại. Cái gì? Tôi nói với cô nói với con gái cô nói mà nói bà ngoại mất rồi mẹ đừng có kêu ngoại nữa mà tội, tôi nói tội gì mẹ nhớ ngoại, mẹ bệnh ngoại mẹ kêu nói với, gặp mặt ngoại thì bà ngoại con thì mẹ hết bệnh, bà ngoại về yêu cầu ngoại về tới nhà là mẹ hết bệnh á. Cái nó nói thôi đó, thôi nó rầy tôi lắm, nói mẹ đừng có kêu ngoại nữa để cho bà đi đi. Tôi nói tao hồi nào giờ tao sống chung với ngoại, ngoại đi vắng á thì tao sẽ nhớ ngoại lắm,
và tao phải kêu ngoại về. Dạ. Đó. Vì nói chung trong căn nhà của cô Út thì cũng từng xảy ra hai vụ đó, với thêm một cái vụ mà của bà Mười này về lại giống như là trị bệnh cho cô Út, rất là kỳ lạ và vô hình, không hiểu được. Cái đó gọi là tâm linh đó, trị bệnh theo tâm linh. Mệt chung mình là bắt đầu tôi kêu kêu bà về, bà về cái là tôi hết mệt hết bệnh à. Dạ. Vậy đó. Cái nhà cốt thì mình này, là cái bà, thứ này đây mà bà Mười cần này nè, ông Mười nè, này ông cha nè, bà Hối Đen nè. Hồ ôi, ngày này, xưa cái này năm anh em ngồi năm anh em một chiếc xe tăng. Dạ, năm anh em ngày xưa. Ngày xưa đó, hồi xưa tôi mới làm lợi nè. Cô mới làm lợi đó. Năm anh em đó, cô ổng. Vậy là hiện tại là cô vẫn ở đây có một mình anh thôi. Mình anh à. Lâu lâu thì con mới về thăm ha. Nó con gái Út tôi thì nó về của con nhỏ Út á thì nó cũng về thăm cô hoài, còn con nhỏ lớn thì nó về thăm được tại vì nó ở thành phố. Cũng nhiều Tết nó mới lâu 2-3 năm mới về lần. Rồi ngày nào nó mặn á có tiền nó gỡ tôi 1 triệu 2 triệu rồi sống kệ đi. Con nó cho nhiêu sống nhiêu, biết sao giờ nó ở, nó có chồng nữa rồi nó lo cho mình hoài thì sao được. Thì nó thương mình, nó cho mình nhiêu cái nó. Dạ. Cho 1 triệu 2 triệu vậy đó, rồi ăn rồi sống qua ngày, rồi mình đi tước cộng dừa bán thêm đi, rồi cứ kiếm tiền thêm mua đồ ăn. Còn gạo thì bà con cô bác lỡ người ta cũng thương, người ta cũng cho mình gạo, rồi nhà nước cũng phát quà cho đó. Cũng có mới lãnh được bao gạo 10 kg mới lãnh hai bữa nay nè. Dạ. Mới lãnh mấy bữa nay nè, người dân chỗ lễ ông Phật thầy Tây An. Phật thầy Tây An ở trên đình. Dạ. Ngày giỗ của ổng thì dân mình đến đó đem quà lợi phát cho mấy người nghèo. Đó, cô cũng được chục ký gạo. Đó. Dạ. Thôi vậy mình ra ngoài ha cô. Thôi đi ra ngoài mộ đi. Nhà cô không đóng La Phong rồi cũng ở đây cũng mấy ha. Cũng nóng nực nhiều ha. Bằng ngày tôi ít ở trong nhà lắm. Dạ. Cô ít trong nhà lắm mà nó nóng lắm. Bằng đêm mấy ngủ trong nhà chứ bằng ngày ở ngoài không à. Dạ. Đây là một cái câu chuyện mà cô Út từng xảy ra và từng chứng kiến, từng gặp. Cô Út có truyền tải lại cho mình thông qua clip này cho bà con cô bác mình nghe. Đó là điều cái tâm linh vô vi. Thì có khi mà mình gặp rồi mình mới thấy, mình mới biết được, chứ không phải là mỗi người người nào cũng phải gặp và người nào cũng tin hay không tin. Thì cái điều tâm linh vô vi thì đâu phải ai cũng gặp được ha cô Út. Dạ. Do đó là bà con cô bác xem tin hay không tin, đó là tùy cái tâm của mỗi người. Còn đúng cái rồi. Đây là cái sự thật mà cô Út đã truyền tải, tại vì cô Út đã ở trong chùa và thờ từ ông bà tới bây giờ, cô Út không bao giờ mà bịa chuyện lên một câu nào để nói cho mình cũng như là bà con cô bác mình nghe. Đó. Rồi con xin cảm ơn cô Út rất là nhiều ha. Giờ mình đi ra ngoài ha cô. Đi ra ngoài đi. Rồi thôi, cao hớn mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.